Kính thưa các quý vị đại biểu, các bậc phụ huynh và các thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn học sinh trường Trung học cơ sở Cao Nhân. Em tên là Vũ Ngọc Chi, em đến từ chi đội 9A. Sau đây em xin giới thiệu màn tiểu phẩm của chúng em mang tên Chuyện nhà ông Năm. Em trong vai bà Năm, em Hoàng Bảo Hiếu trong vai ông Năm, em Đặng Thị Hải Yến trong vai Lan, em Bùi Huỳnh Chi trong vai Hoa, em Trần Quang Hùng trong vai Long, Phạm Lan, Phương Thảo và Thế Lan trong vai ba bạn học sinh. Màn tiểu phẩm của chúng em xin được phép bắt đầu ạ. Ôi trời ơi, ố xuân mấy ngày hôm nay mình cảm thấy thằng Quý Tử đâu nhỉ? Rất vì giỏi hết rồi. Dạ, dạ, con đây ạ. Kêu hoài rồi, mẹ đâu mà tao gọi từ nãy giờ mới ra. Dạ, con vừa đi học về, con đang giặt quần áo ạ. Còn cái Lan đâu rồi? Dạ, chị Lan không được đi học, đi vặt cao với mẹ, giờ này vẫn chưa về ạ. Còn thằng Quý Tử của tao đâu? Em con đi học, giờ này vẫn chưa thấy về nhà. Ôi khổ thân thằng Quý Tử của tao, học với trà anh gì mà nhiều thế. Có hôm thấy thằng này mẹ con nó về rồi mà, hôm nay vẫn chưa về à? Ôi giời đất ơi, hôm nay vặt được mỗi vài cân cau con nhỉ. Mẹ ơi mẹ, con cứ tưởng công việc này nhàn chứ mà vất vả mẹ nhỉ. Ừ đúng rồi đấy con ạ. À, hai mẹ con nhà bà đi đâu giờ mới về? Ờ tôi đi vặt cau thôi, ông nhớ à? Biết tôi nói lá ra đây rồi không, vào luôn cơm nhanh. Được được. Lại lại, đi đâu ấy? Ờ, ông kêu đói thì mẹ con tôi đi nấu cơm hay còn gì nữa, ông thôi, nhớ à? Thôi giờ đây đếch cần ăn nữa rồi. Bố ơi bố, mẹ con đi làm từ sáng đến giờ, cũng đói nả ra đây. Chỉ nhớ mãi mới được mấy cân cau, bố chẳng thương mẹ con gì cả. Này thì thương này, cái nuôi vì đời vô tích sự, chẳng làm ăn được gì. Gì cơ, ông nói ai là nuôi vì đời vô tích sự đấy hả? Thế còn ông thì sao? Ông ở nhà từ sáng đến giờ chả làm cái gì cả, về nhà một cái cằn nhằn kêu đói. Ông hách gì không vừa thôi. Này thì hách này, này thì... Ôi ơi, bà đừng làm thế. May mà hôm nay có chúng cháu không mắc đánh lũ hình giải một trận nó đâu ạ. Mà hai cháu đến đây có việc gì không? Cháu chào bác ạ. Chúng cháu trong ban chỉ huy liên đội trường trung học cơ sở Cao Nhân. Hôm nay chúng cháu đến đây xin phép hai bác để cho bạn Lan đi học. Bạn Lan trong 15 niên đều được học sinh giỏi. Bạn nghỉ lớp cháu ai cũng tiếc ạ. Bố ơi bố cho con đi học nhá, con thích đi học lắm. Ôi giáo ơi, học với chả hành gì nhiều. Nắm chữ báu à, con nhờ ai học ít thôi, con trai phải học nhiều để thành công. Bác ơi, con trai con gái đều là con của bác mà. Nếu mà bác không cho bạn Nam đi học thì bác đã vi phạm quyền của trẻ em đó ạ. Ô, cháu nói gì thế? Trẻ cũng có quyền cơ à? Mà là quyền gì thế hả cháu? Cháu có thể nói cho bác nghe được không? Bác ơi, trẻ em có những nhóm quyền. Một, sống còn là đáp ứng các nhu cầu cần thiết để nuôi dưỡng, để tồn tại, nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe. Hai, nhóm quyền bảo vệ là bảo vệ trẻ em khỏi các xâm hại bị bỏ rơi. Trẻ em còn có quyền phát triển là quyền được đáp ứng những nhu cầu cho sự phát triển một cách toàn diện như được học tập, được vui chơi, được tham gia vào các hoạt động xã hội. Và quyền tham gia là quyền được đóng góp ý kiến, nguyện vọng của mình. Ngoài ra còn rất nhiều quyền khác nữa ạ. Ồ, trẻ em có quyền cô đấy, giờ bác mới biết đấy cháu ạ. Bác Lâm ơi, bác có nhà không? Ơi, bác đây. Quái nào, hôm nay sao hôm nay vội vàng thế? Mọi hôm nó có thế đâu. Ôi trời ơi, hôm nay cháu trên đường đi về, cháu mới thấy bà Năm ở ngoài đường kia kìa. Người ta đang túm năm túm ba kéo nó lên vỉa hè đấy. Cháu nghe người ta bảo bạn ấy đi chơi điện tử rồi đàn đúng đánh nhau ngã ngoài đường kia kìa. Gì con trai thôi sao thể thế được, cháu có nhầm không đây? Cháu không nhầm đâu, chính mắt cháu nhìn thấy cơ mà. Cháu chắc chưa? Cháu chắc chắn đấy. Đâu, con trai cưng của tôi đâu rồi? Sao mày ngã ra như này hả Long? Em có làm sao không? Con không sao chứ, ngã kiểu gì mà quần áo bẩn hết rồi này. Con đau lắm.
bà không sao chứ? Với lại tại sao hôm nay bà không đi học? Tớ sao con không trả lời bạn đi chứ? Con mới đi học về. Ở trường có được thầy giáo dạy rằng ngoài việc học tập, trẻ có quyền được vui chơi chứ, đã biết à? Này, em ơi, em nói thế là không đúng rồi. Ở trường thầy cô giáo có dạy trẻ em được quyền vui chơi giải trí, nhưng là những trò chơi lành mạnh, chứ không phải là những trò chơi vô bổ như chơi điện tử và đánh nhau như em đâu. Bố ơi, nhưng mà sáng nay em có xin phép bố rồi mà. Với lại bố có cho tiền con nữa, bố không nhớ à? Chắc có quyền. Này, thế có phải hôm nay con trốn học đi chơi điện tử phải không? Con trốn học được quyền của con chứ. Nếu con xin mẹ, với lại bố rồi mà, mẹ không thấy à? Con còn đi với mấy anh lớn hơn kia kìa. Ông thấy chưa hả? Chiều nó cho nắm vào gió thầy đấy, ông thấy chưa? Thằng Long, bao nhiêu công tao yêu thương chăm sóc mày, dò mày ra như thế này à? Ôi khổ thân tao chưa. Từ nay tao cho mày nghỉ học để chị mày đi học nhớ chưa? Bố cho con đi học thật à? Con hứa sẽ cho con học giỏi ạ. Bố hứa nhé, bố hứa cho chị đi học cùng con nhé. Được. Chúc mừng bạn nhé, ngày mai bố sẽ sang gọi bạn đi học cùng. Vào lâu mày biết lỗi của mày chưa? Bố, con xin lỗi bố. Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. Từ nay con hứa con sẽ học tập thật tốt và không lơ lỏng nữa. Cố gắng nhé. Qua tiểu phẩm này chúng ta rút ra được bài học: trẻ em đều được hưởng mọi quyền nhưng phải thực hiện tốt bổn phận của mình. Cảm ơn các quý vị đại biểu, các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh đã chú ý đón xem.